Không hay rồi, thần phi nương nương sảy thai rồi. Thần phi nương nương sảy thai rồi. Không đi. Tư Mã, mau đưa Phúc Lâm đi. Con trai, con yên tâm, ngày mai sẽ đến đón con ngay. Hả? Chạy đi, đừng để ai phát hiện hết. Nương nương, các nô tỳ liên quan đã làm theo lời người dặn, mua chuộc hết rồi. Tốt tốt, mau chạy đi, mau chạy đi. Các bảo trọng, chạy má. Ba nhị cũng, mời với Phúc Lâm đang gặp nguy, sinh tử tồn vong đều trong kẻ vào quân. Tỷ có khỏe không? Mùi, mùi thật độc ác. Tại sao mùi lại lấy độc của Hải Lan qua hại Hải Nhi của tỷ hết lần này đến lần khác? Mùi không biết tỷ đang nói gì. Mùi đừng giả bộ. Con diều này trên đó có dính độc của Hải Lan qua. Trước đây mùi đã dùng loại độc này hại tỷ suýt sảy thai. Mùi. Tỷ, nếu tỷ còn nói chuyện trước đây, giờ lẽ ra tỷ phải nhớ. Hôm xưa tỷ tự dẫn dịch trách Lâm ca ca, Lâm mỗi dùng đôi tay nắm giữ con dao của tỷ. Thanh bảo kiếm này, mỗi từng xin hoàng thượng dùng nó để cứu tỷ. Bây giờ tỷ cầm thanh bảo kiếm này rồi lấy mạng của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không còn gì để nói, với lại theo nguyện vọng của tỷ tỷ, tiền trảm hậu tấu giết chết muội đi. Thật lý nha. Tránh ra. Vệ thân viên đại nhị cũng sắp tới rồi, các người ai dám dùng lại với bổn cung? Ừ. Tại sao thần phi lại chết? Mùi nói đi. Chẳng phải huynh đến cứu muội rồi sao? Huynh từng nói, cho dù phải mất mạng cũng bảo vệ hai mẹ con muội bình an. Dù sao đó cũng là tỷ tỷ ruột của muội. Tỷ tỷ ruột thì đã sao? Huynh và Hoàng Thái Cực cũng là huynh đệ ruột đó thôi. Mùi thay đổi rồi. Rõ ràng mùi không cần huynh bảo vệ, có phải không? Ta nhị cũng, huynh đã quên lời thề rồi sao? Cả đời sẽ chiến đấu vì mùi. Chậm quá rồi, ca ca không đợi được nữa đâu, đi trước đi. Cha, ta cần huynh đợi. Cha, cẩn thận đó. Cha, 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 cha. Tỷ tỷ, xe của mấy tỷ là dùng rùa kéo đi hả? Hả? Nếu còn nói thì đáp không đệ đó. Ai tôi phải đeo cái này dự hôn lễ của chiếc cô, vậy thì không sợ bị quê rồi. Hey, ya. Yeah. Cha, nè anh có làm. Cha, ya. Yeah. Cha! Cha!
ngã khổ lạp người cũng tấn công được thì cũng là mất mặt quá rồi. Không tỷ tỷ, mình đi hướng này nha. Chết rồi, hình như mình bị lạc đường rồi. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ra được mà. Nhưng mình phụng mệnh chuyển hồi môn của chiếc chiếc cô, nếu như chúng ta làm lỡ giờ lành, không ai gánh nổi đâu. Hay là mình gọi A Cổ Lạp và Ngô Khắc Thiện tới cứu. A Cổ Lạp tỷ, không được, gọi họ tới chẳng phải mình chịu thua sao? Mình không thích, mình sẽ tìm được đường ra. Tỷ Ngọc Nhi, tỷ tỷ, Ngọc Nhi, tỷ tỷ, tỷ có sao không? Tỷ không sao, còn muội, tôi cũng không sao. Cũng may đồ mình vận chuyển ra giải dốc, nếu như là đồ sứ, gì thì chết chắc rồi. Tỷ yên tâm đi, mỗi lần phúc tin chuyện thế, có muội ở đây chắc chắn không sao đâu. Muội đừng vội đắc ý, đừng quên có tay tin này ở bên cạnh muội. Tỷ lại làm sao vậy? Sao cứ nói mình là tay tin chứ? Nhưng mọi người ở khoa nhĩ tắm tộc đều nói như vậy. Muội không nghĩ như vậy. Ở trong lòng của muội, tỷ là tỷ tỷ tốt của muội. Nếu ai dám nói tỷ là tay tin, muội sẽ bắt người đó ăn phân bò. Thôi đi, thôi đi. Được rồi, tỷ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Muội đi kéo giải lên đã. Cẩn thận nha. Ngọc Nhi, mày cẩn thận nha. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, cứu tao với. Ngọc Nhi, cứu tao với. Phải không, cứu với. Cứu tao với. Đại Phi Ưng, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi. Cảm tạ ông trời phù hộ, phù hộ Ngọc Nhi bình an vô sự. Nè, cách cách uống chén trà gừng này để chống lạnh đi, đừng để cảm lạnh. Cũng tại nô tỳ không tốt, không đi chung với người. Trời ơi, đâu thể trách người chứ. Nóng quá. Nè, đi đây, đi nô tỳ. Nè, cẩn thận nha. Ba tà tỷ. Từ từ thôi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ nói vì đại anh hùng cứu muội đó không biết là thần tiên phương nào, người đó cũng để lại tên, sau này muội làm sao tìm được quân ấy đây? Nhưng mà cứu người không để lại tên mới là đại anh hùng thật sự. Ngọc Nhi, muội yên tâm đi, nếu hai người có duyên thì sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại mà. Muội đó chắc chắn có cơ hội đa tài quân ấy. Không sai, muội nhìn thấy rồi, quân ấy mặc trang phục của Đại Kim, giá lại thân thuộc bất phàm, chắc chắn là một dũng sĩ giỏi nhất của Đại Kim. Đợi cô gả tới Đại Kim rồi là phúc tấn của hoàng thái cực. Muội sẽ nhờ cô giúp muội tìm quân ấy, muội sẽ kêu quân ấy để muội bay thêm lần nữa. Bay lên, bay lên, bay lên. Hả? Ê, mỹ tỷ, tỷ làm gì vậy? Lúc nãy vẫn nghe thấy bên ngoài có người, nếu ai bước vào thấy tỷ mặc trang phục của cách cách thì rắc rối lắm. Thì cũng đâu có sao, muội thấy tỷ tỷ mặc đồ của muội trông đẹp thật mà. Làm vậy sao được,
Muội là Cách Cách, tỷ là nô tỳ, nô tỳ sao có thể mặc y phục của Cách Cách? Và lại, nếu để Đại Phúc Bắn phát hiện, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vậy thì cứ trách muội đi. Tỷ tỷ với muội đều do Ngạch Kỳ cát sinh, tại sao muội là Cách Cách, tỷ lại là nô tỳ? Đâu có công bằng chứ. Tại vì Ngạch Cát của tỷ tỷ chính là nô tỳ, con gái do nô tỳ sinh ra đương nhiên phải là nô tỳ, chuyện này không thể thay đổi được. Muội cứ muốn thay đổi, muội muốn tỷ tỷ là Cách Cách giống như muội, cùng nhau trang điểm, cùng nhau chơi. Ngọc Nhi à, đừng giỡn nữa. Đây, cái này cho tỷ, mau đeo lên, nhìn xem có đẹp không. Muội muốn tỷ cùng muội tham gia đặc bộ đại hội. Đây, mau đeo lên, đeo lên đi. Như vậy nè, nè, tỷ xem có đẹp không? Đẹp lắm. Hay quá. Hay thiệt ha. Ủa, sao có hai vị Cách Cách lận? Là tỷ. Tỷ tỷ. Hay lắm. Tỷ xem, ngay cả ai cũng làm cũng nhiều cũng ra tỷ, chứ còn sợ gì nữa. Để hả? Để cũng phải mua một cái mặt nạ để chơi. Để mau đi đi. Hả? Bên này, bên đây. Nè tỷ tỷ, mình qua bên kia chơi đi. Nè, tự chọn phần thưởng đi. Cái này, cái này. Thử lại cái này đi. Đúng rồi. Là gì vậy? Để muội. Lại đây chơi đi. Tôi trúng thưởng rồi. Lại đây chơi đi. Tôi thích cái này. Đi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. À, cố làm. Ngọc Nhi tỷ tỷ, sao tỷ chơi cái gì thắng cái đó, trúng được gì đồ quá vậy? Đưa đi. Tỷ tỷ. Vui mà. Tỷ xui quá trời, chơi cái gì cũng thua hết. Sao đệ lại nói tỷ tỷ như vậy? Nè nè, để mang gì hết đi. Mấy cái này cho đệ hết hả? Đừng có hồng. Cầm lấy rồi đi chạy ngay giùm tỷ. Tỷ tỷ, mình chơi tiếp đi. Có bên kia. Chơi giỏi quá. Giỏi quá. Tỷ tỷ, xin lại lần nữa đi. Không sao đâu, có bữa ở đây mà. Nè. Để coi coi. Coi đi coi đi. Hay lắm kìa. Quá ô. Quá ô. Hay quá, giỏi quá. Tỷ tỷ ta băng trúng trước mà. Ngươi anh hùng. Giỏi quá, giỏi quá. Giỏi quá. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Là quý đấy. Đại thiên. Đại thiên. Đại thiên. Có bên này nè. Đại thiên. Bên này có cửa nè. Kể nữa đi. Đại thiếu đâu rồi? Người. Đại thiếu. Đại phiên gì? Cô nương, cô nhận lầm người rồi. Quynh từng cứu tôi ở bờ hồ, tôi luôn muốn gặp Quynh để đa tạ. Cô là ai? Tôi cứu cô hồi nào? Cô không nhận ra tôi sao? À, tôi biết rồi. Nghe nói cô nương Mông Cổ các người rất là nhiệt tình. Thật không ngờ lại có nhiều chiêu thiệt. Thôi được, mặc dù tôi không cứu cô, nhưng thấy cô muốn tiếp cận tôi đến như vậy, tôi cũng rất sẵn lòng làm bạn với cô. Cô không cứu tôi hả? Không có. Nhưng biết đâu sau này sẽ có ngày tôi cứu cô cũng không chừng. Nhưng mà tôi nhận ra Kim Bạch Thiên của Quynh. Cô cũng biết bảo bối này à? Không giấu gì cô, tôi chính là thập tứ bối lạc của Đại Kim Đa Nhĩ Cổn. Cái kim bài này là của phụ hãng tặng cho tôi. Quynh là bối lạc gia của Đại Kim. Sao hả? Làm cô sợ rồi à? Mặt cô lúc đỏ lên, dễ thương thật. Cô tên là gì vậy? Nếu như cô làm tôi vui, biết đâu tôi sẽ cưới cô là phúc tấn của tôi. Quynh.
Đại Phi Ân là một anh hùng, sao lại là tên lãng tử như vậy chứ? Sao cô lại im lặng vậy? Mắc cỡ à? Lúc nãy cô đâu có phải như vậy. Tôi nhận làm người rồi. Nè, cô nương. Ngọc Nhi đâu rồi? Đã tìm thấy chưa? Tìm hết chưa? Ngô Khắc Thiện. Đi, tìm tiếp. Cô sao chứ? Cô không sao chứ? Tay cô dơ rồi. Nè. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Con ngựa. Con ngựa to quá. Trời ơi, nhỏ vậy nha. Đẹp ghê đó. To như vậy. Quá đẹp luôn. Nhìn kìa. To thiệt. Họ làm sao hay vậy ta? Ngựa to quá. Cô to ghê đó. Nhìn kia, to thật đó. Cô thấy chưa? Tôi mới thấy luôn á. Trời. Hoành tráng ghê á. Ngựa to vậy làm gì ta? Chưa bao giờ tôi thấy một ngựa to như vậy. To ghê trời ơi. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi thì ra tỷ ở đây. Mới tìm tỷ nãy giờ đó. Tỷ vừa nhìn thấy một người đeo trên bài phi ưng. Thật hả? Ở đâu vậy? Ở ngay phía trước. Tỷ đưa mượn qua đó. À, ở đây nè. Hả? Lạ thật. Ở đâu? Kỳ lạ thật. Rõ ràng lúc nãy còn ở đây mà. Qua đây đi. Tìm lâu như vậy cũng tìm không ra nữa. Không lẽ mùa giờ quỳnh ấy không có duyên sao? Đừng buồn quá mà. Màu này đẹp nè. Cũng tại tỷ không tốt. Nếu tỷ nhận ra quỳnh ấy sớm hơn, biết đâu có thể giữ quỳnh ấy lại cho muội rồi. Trời ơi, không sao đâu. Ít ra tỷ đã xác định quỳnh ấy đang ở gần chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại quỳnh ấy mà. Tỷ tỷ, xem kìa, anh chị có đấu giật đó. Chúng ta qua đó xem đi. Tỷ đang rất làm cà cà, đang ở bên đó. Hay lắm, hay quá, hay quá. Vậy nhé. Tỷ tỷ xem kìa, rất làm cà cà thật đó. Trác Lâm, Trác Lâm, Trác Lâm. Là cô hả? Lại là tình cuốn đó. Mọi người đó hả? Đánh đi, đánh đi. Đánh chết hắn. Chắc làm ca ca, đánh chết hắn. Rồi. Chắc làm. Chắc làm ca ca. Mình giỏi lắm. Giỏi lắm. Đúng rồi. Chắc làm ca ca. Hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Để xuống chỗ đại là thua rồi. Hay hay hay. Hay lắm. Tình tiểu nhân bị ổn. Trác Lâm, chắc không vui gì hết. Mình đi tìm cô đi. Khoan đã. Giờ tỷ đang mặc bộ y phục cách cách. Đi tỉ thay cái đã. Ừ, đi bộ đi trước nha. Giỏi thiệt nha. Giỏi thiệt, giỏi thiệt. Cô Ngọc Nhi. Cô cha, ngày mai cô mặc bộ này hả? Đẹp quá đi. Cô sắp được gả tới Đại Kim rồi. Có phải Ngọc Nhi sẽ không được gặp cô nữa không? Ngọc Nhi sẽ nhớ cô lắm đó. Cô cũng sẽ rất nhớ con. Cô sẽ nhớ qua nhĩ tấm. Sau này cô không ở bên cạnh con phải chăm sóc tốt cho mình, có biết chưa? Ừ. Ê, phải rồi cô. Cô phụ hoàng thái cực của con là người như thế nào vậy? Người đối xử tốt với cô không? Cô có thích người đó không? Sao cô biết được? Chỉ là 2 năm trước lúc cùng Ngạch Kỳ Cát đi gặp đại hãn của Đại Kim, ở Hoa Viên nhìn thấy Liên Huynh ấy. Sao mẹ không gặp lại nữa? Cái gì?
ngày mai cô phải lấy người đó. Tại các mặt mũi thế nào cô cũng không biết. Lỡ như mũi cô phụ bị méo hay là miệng bị méo, cô cũng phải lấy sao? Lấy, bắt buộc phải lấy. Con tưởng ngày mai là ngày cưới của cô với Hoàng Thế Cực sao? Thật ra là ngày liên minh của Khoa Nhị Tấm và Đại Kim. Cô, con không hiểu. Thiên hạ sau này là thiên hạ của Đại Kim, thuận nó thì sống, nghịch nó thì chết. Khoa Nhị Tấm chúng ta binh ít lực yếu, đỡ đàn chúng ta không đấu lại, nhưng có thể thay đổi họ. Hoàng Thái Cực là bối lạc cưng nhất của Nhị Cáp Xích, hẳn chị sau này chắc chắn thuộc về huynh ấy. Chỉ cần cô lấy huynh ấy, sinh con trai cho huynh ấy, thì có thể khiến đại hãn của họ giữ lại huyết mạch của người Mông Cổ chúng ta. Đây là quan hệ huyết duyên không bao giờ thay đổi, cũng chính là bùa hộ thân tốt nhất của người Khoa Nhị Tấm chúng ta. Nhưng mà cô làm vậy thì không còn là mình nữa. Ta là công chúa của Khoa Nhị Tấm, cống hiến cho Khoa Nhị Tấm là số mệnh, cũng là trách nhiệm của ta. Triết triết cách cách, con là Hải Lan Châu, con vào được không? Là Hải Lan Châu tỷ tỷ, cứ vào đi. Triết triết cách cách, cái này chính ta nhặt cát con làm. Cái gì vậy? Bà nói đây là chút lòng thành của bà, làm quà mừng thành thân cho người. Để xuống đi. Dạ. Dạ. Yeah. Cô xem tay nghề của dì Tháp Na khéo thật. Cô xem đi, đẹp phải không? Con thích hả? Ừ. Tặng cho con đó. Vậy đâu có được. Đây là tấm lòng của dì Tháp Na dành cho cô. Đợi khi nào con lấy chồng, con sẽ đến nhà dì Tháp Na thêm một cái mới cho con. Ừ. Giúp con mang cái túi thêu này tặng ngạch cát của con đi. Đa tạ cách cách. Con giúp ta tặng dòng mã não và di truyền trân châu cho ngạch cát con. Đa tạ bà đã tặng nhiều quà cho ta. Đa tạ cô. Hải Lan Châu, ngươi về trước đi. Ta còn có chuyện nói với Ngọc Nhi. Dạ. Cô. Ừ? Hải Lan Châu cũng là cháu của cô mà. Sao cô lại đối xử như vậy? Nếu con là tỷ ấy, chắc sẽ buồn lắm đó. Có gì đáng để buồn đâu. Con đó không cẩn thận gì hết, sau này giống như ngạch cát của con, sẽ bị người ta ức hiếp. Đừng có trách cô không nhắc nhở con. Ngạch cát con làm sao bị người ta ức hiếp được? Bà không ức hiếp người khác là tốt rồi. Cô, chúng ta nói chuyện khác đi. Phải rồi, hôm nay con gặp được một người rất là tốt, cũng gặp một tình vô cùng xấu. Là kẻ xấu nào? Nói cho cô biết, cô trút giận nhìn con. Hắn là... Trời ơi, Trác Lâm. Hải Lan Châu, Bùi đến rồi hả? Huynh có sao không? Huynh không sao. Ta tạm muội treo họ ủng hộ huynh, nhưng mà buổi sáng hôm nay muội ăn mặc kiểu đó, huynh cứ tưởng mình nhìn nhầm người. Ta vẫn thích muội của bây giờ hơn, đẹp hơn nhiều. Phải, muội bị mặc trang phục của cách cách, làm sao mà đẹp được? À không, huynh không có ý đó. Ý huynh là trang phục này mới thích hợp với muội. Trang phục của cách cách rõ ràng là... Không. À, trời ơi, huynh cũng không phải có ý này. Huynh... Được rồi mà. Cái miệng này ngốc thật. Muội đùa với huynh thôi. Nhìn huynh kìa, huynh tay không, đánh với mảnh thú cũng không sợ. Muội chỉ nói có một câu thôi đã làm cho huynh rối lên như vậy. Huynh không sợ gấu lớn dữ dằn hung tợn? Cái huynh sợ là muội cháu mày rơi nước mắt ở trước mặt của huynh. Phải rồi. Đây, cái này là huynh giành được, muội cầm lấy đi. Đi mua y phục mà mình thích. Sao vậy? Không đủ ngân lượng hả? Không sao, hôm khác huynh lại đi đánh, huynh sẽ thắng được rất nhiều ngân lượng. Ý muội không phải như vậy. Muội chỉ không muốn lãng phí ngân lượng của huynh vất vả kiếm về. Muội muốn huynh giữ lại nó bên mình, để lo cho gia đình, làm nở mày nở mặt Khoa Nhị Tấm, làm nở mày nở mặt cho huynh. Muội yên tâm, huynh vừa mới nhận được một nhiệm vụ mới, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, huynh nhất định sẽ lập đại công. Thật hả? Nhiệm vụ gì vậy? Bây giờ chưa thể nói được. Tóm lại, để sau khi huynh hoàn thành nhiệm vụ này, trở thành dũng sĩ đầu tiên của Mông Cổ, huynh sẽ cưới muội làm vợ, chăm sóc cả nhà muội, được không? Được, muội đợi. Thank you.
là tiếng sói của Trác Lâm ca ca. Chắc tỷ tỷ là đi gặp huynh ấy rồi. Mình sẽ hồ họ mới được. Hôm nay là ngày mà chúng ta kết minh với Đại Kim. Từ nay về sau, Khoa Nhị Tâm chúng ta có thể xưng bá Thảo Nguyên rồi. Ngài Kỳ Cát, Ngài Kỳ Cát, Ngọc Duyên, Ngọc Duyên bị bắt đi rồi. Hả? Ngọc Duyên. Trời ơi, mưa lớn quá trời quá đất vậy ta. Chưa hả, đứa ca, đẹp lắm. Đây là quà mừng tặng tới bố Lạc, của bộ lạc nội lạc nhĩ chúng tôi. Chúc Đại Kim mã đáo thành công, chiến mã đi khắp thiên hạ. Hay, nói hay lắm. Người lớn thiệt ha, đẹp quá à. Hỡi, ước gì mình có thể cưỡi được con người lớn như vậy. Đẹp ghê đó, đẹp thiệt đó. Lòng tốt của mọi người tôi xin nhận hết. Huynh đệ đi đường chắc giả rồi, bên kia có chuẩn bị mỹ tử và thức ăn, người đưa huynh đệ qua bên kia dùng tự nhiên. Đa tạ bố Lạc. Ta có khách cần tiếp đãi, xin thất lễ. Ờ, xin hai vị đi thông thả. Thập tử Bối Lạc, thập tử Bối Lạc, mùi mùi tôi bị bắt đi rồi. Phu Hán. Đại Hán. Không sao. Ngọc Di, Ngọc Di. Cứ giao cho ta, các người vào trong trước đi. Được, đi. Bởi vì chúng mua là được. Các ngươi là ai? Mau thả ta ra! Bằng không người quen về tánh ta sẽ không buông tha các ngươi đâu. Đừng lo, chỉ cần cha cô chấp nhận điều kiện của chúng tôi, không làm tay sai của người kia nữa, ta đảm bảo sẽ tháo cô về. Cha ta, các ngươi là người Trung Nguyên, là do Minh Triều phái tới. Các ngươi muốn dùng ta quy hiếp Khoa Nhị Tấm. Đừng dư lên. Con súc, con thần giới, thả người ra cho ta. Con thần giới, thả ta ra. Thả người ra.
Thả ta ra! Cứu tôi với! Thả ta ra! Thả ta ra! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thả ta ra! Cứu tôi với! Thả ta ra đi! Cứu tôi với! Nè, nắm chặt tay. Là Quynh, chắc chắn là Quynh rồi. Phu Hãnh, có cho người điều tra rồi. Nhóm thích khách đó toàn là thái giám. Bọn chúng bắt cóc con gái trại tan. Hình như chúng muốn ngăn chúng ta và Khoan Dĩ Tấm liên minh. Đều là sát thủ của Đông Sử Minh Triều. Thì ra là thái giám của Minh Triều. Cách cách, cách Vua Hãn, tức ai về rồi? Cách cách, người không sao chứ mà? Vua Hãn, mọi người không sao chứ? Chúng ta không sao. Huynh đệ tụi con lần này lập được công lớn rồi. À phải, vì cách cách của Khoan Dĩ Tấm cứu được chưa? Con nhà đầu đó cũng lanh lợi lắm. Là cổ. Thì ra cô là vị cách cách bị bắt cóc đó. Hả? Bọn chúng có vô lễ với cô không? Người vô lễ nhất chính là ngươi đó. Hoàng Thái Cực, đại nghĩ cổn quen với con nha đầu đó sao? Sao hai đứa nó giống như đang đấu võ miệng vậy? Chuyện này con cũng không rõ lắm. Nè, con nói gì đó? Tôi mã thì thôi. Cách cách. Nè, cách cách lại. Cách cách. Đại Hãn cẩn thận. Phu Hãn, người không sao chứ? Gọi đại phu. Không cần đâu. Phu Hãn, bị thương ngoài da vài ngày nữa sẽ khỏi. Phu Hãn, người không sao chứ? Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Cảm tạ trời cao phù hộ, Ngọc Nhi của tôi bình an vô sự. Không sao thì tốt rồi. Ngọc Nhi bình an trở về thì tốt. Về thì tốt rồi. Trại Tang, con gái ông càng lớn càng xinh đẹp, tôi không nhận ra nó luôn rồi. Ngọc Nhi bướng bỉnh đã mang rắc rối tới cho Đại Hãn. Không có, cũng may nó lanh lẹ cứu ta một mạng, bằng không biết đâu ta đã chết với tay tên thái giám đó, chắc sẽ mất mặt lắm hả. Đại Hãn quốc tinh cao chiếu, sẽ gặp hung quá cát thôi. Ta thường nghe Ngạch Kỳ Cát của con nói là tiểu phúc tinh của Khoa Nhĩ Tấm, ta thấy con còn là phúc tinh của Đại Kim chúng ta. Đại Kim ta quan nên con thường đến chơi. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngọc Nhi, chị nghe nói mùi bị bắt cóc, mùi không sao chứ? Nếu mùi có mệnh hệ gì thì cũng không muốn sống nữa. Trời ơi, tỷ xem, không phải mùi vẫn ổn sao? Tỷ tỷ, đừng đau lòng nữa. Cải Tang. Dạ. Hai đứa con gái này của ông đều rất ưu tú. Nè, chúng ta vào trong tiếp tục thương thảo chuyện liên minh đi. Mời. Được. Mời. Mời. Ngươi là đứa không biết liêm sỉ. Có phải ngươi muốn tất cả đàn ông của Đại Kim đều nhìn ngươi, hiểu lầm ngươi là cách cách của Khoa Nhĩ Tấm không? Là ai dạy ngươi? Là con tiện tỳ Tháp Na phải không? Nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của ngươi, cùng với đôi mắt hút hồn đàn ông kia, y hệt như Ngạch Cát không biết xấu hổ của ngươi. Ta ghét nhất là nhìn thấy cái vẻ mặt đó. Ô Lan, đánh cho ta. Dạ. Cách cách. Thì Tháp Na, tôi cầu xin thì Tháp Na con gái của tôi đi. Nó chỉ là
là lo lắng cho cô. Nó không giống như Đại Phúc Tân nói đâu. Tôi xin cô. Con biết rồi, con biết rồi. Con sẽ nói rõ với cảnh cát của con. Mày yên tâm đi. Đa tạ, đa tạ cô. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Ngạc cát. Mày mau đứng dậy đi. Mau đứng dậy. Mau đi gọi gạch kìa cát đi. Dạ. Ô Lan, không được đánh nữa. Ô Lan, đánh tiếp cho ta. Dạ. Không được đánh nữa. Các người không được đánh Hải Lan Châu tỷ tỷ. Còn ăn nói kiểu đó với ngạch cát của con sao? Ngạch cát, con xin người, con đừng đánh nữa. Tất cả cũng tại con, nó mới trở nên to gan như vậy. Ngạch cát, ngày thường người xinh đẹp cao quý như vậy, trong mắt của con, người nhân từ giống như nữ thần vậy, nó bảo vệ chúng con. Tại sao vừa nhìn thấy Hải Lan Châu tỷ tỷ, người đã biến thành... Biến thành cái gì? Nữ ma đầu lòng dạ độc ác. Tôn ra. Ô Lan, đánh tiếp cho ta. Dạ. Bà, không được đánh Hải Lan Châu tỷ tỷ nữa. Con, tránh ra. Tỷ tỷ, nói đi, cuối cùng ngươi cho Ngọc Nhi uống thuốc gì để nó đứng về phía hai mẹ con ngươi đối phó với ta? Các người cố ý không chăm sóc tốt Cách Cách để nó bị người ta bắt đi. Các người đúng là bọn người lòng dạ độc ác. Ô Lan, đi mau bắt Tháp Na về đây cho ta. Ta phải phạt bọn chúng thật nặng. Dạ. Không được đi. Đại Phúc Tấn, tất cả đều là lỗi của con. Muốn phạt thì hãy phạt con, đừng phạt ngạch cát của con. Ngạch cát cũng tại con ham chơi chạy ra ngoài mới để bọn chúng thừa cơ hội. Nếu như ngạch cát muốn phạt thì người phạt con luôn đi. Cô, vậy thôi được. Con cùng bọn chúng ra ngoài quỳ cho ta. Không có lệnh của ta, không ai được đứng lên. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi, đi. Ngọc Nhi, muội đã quỳ lâu lắm rồi, mau đứng dậy đi, đừng ở đây chịu khổ với chúng tôi nữa. Muội không sao, mọi người đừng lo cho tôi. Cách Cách, sao lại tự làm khổ mình, chịu tội chung với chúng tôi? Mọi người yên tâm đi, tính của ngàn các con hiểu nhất. Chỉ cần con kiên trì, bảy chắc chắn sẽ chịu thua thôi. Tỷ tỷ yên tâm đi, không cần biết xảy ra chuyện gì, muội cũng sẽ ở bên cạnh tỷ. Ngạch Cát. Ngạch Cát. Nhìn kìa, cứu mình tới rồi. Thôi. Lộn Nhi, sao Ngạch Cát bắt con quay này vậy? Mau đứng lên. Ngạch Cát không cho họ đứng lên, con cũng không đứng lên. Cô. Trai Kỳ Nhã, ngày mai là ngày đại hỷ của Triết Triết rồi. Bà làm cho cái nhà này không yên ổn làm gì không biết. Ông quay ngược lại trách tôi sao? Lúc đầu là ai làm chuyện bậy bạ với nô tỳ của tôi, báo hại Trại Kỳ Nhã này bị mọi người Thảo Nguyên này chê cười. Chuyện này đã qua lâu rồi mà. Nè, tôi xin thề, tối hôm đó tôi thật sự uống say, tôi nhìn cô ta mà cứ tưởng là bà. Trong lòng tôi thật sự chỉ có mỗi mình bà thôi. Bà xem, bao nhiêu năm nay cô phải ngay cả một nghìn phút tấn tôi cũng không lập không. Tại sao bà vẫn không chịu tin tôi vậy? Trong lòng ông chỉ có tôi sao? Đúng thật nực cười.
ông bị á tiện nhân đó nhiều lần dụ dỗ, trước là có Hải Lăng Châu, sau có thêm A Cổ Lạc. Ông coi tôi là con nít 3 tuổi sao? Tôi với Thập Na đã dạch rõ quan hệ lâu rồi. Hơn nữa Thập Na cũng đã tự hủy dung nhan của mình để tạ tội rồi. Tại sao bà vẫn không chỉ buông tha bà ta? Ông với ả tiện nhân đó sinh ra hai đứa con, suốt ngày đi qua đi lại trước mặt của tôi, sự sỉ nhục này làm sao tôi nhịn cho được.